Chào mừng quý vị và các bạn cùng với hai đội chơi của chúng ta quay trở lại với vòng thứ ba mang tên Tổng đài Bố Biển. Ở vòng này thì luật chơi như sau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của một khán giả gọi đến cho Tổng đài Bố Biển, chia sẻ về vấn đề mà các bạn ấy đang gặp phải. Bạn muốn lắng nghe quan điểm của cả hai đội về cái vấn đề của bạn. Và vấn đề đó là gì thì chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và vòng thứ ba này thì điểm số của các bạn không phải là do của ban biên tập, cũng không phải là quyết định của chuyên gia, cũng không phải là quyết định của host Colorman, mà quyết định là thuộc về khán giả. Và đội nào chiến thắng, thuyết phục được khán giả ủng hộ cho cái quan điểm của mình thì đội đó giành chiến thắng ở vòng 3 này. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ không có một số điểm cụ thể, mà đội chiến thắng chúng ta sẽ được quyền lấy đi điểm số của đội đối phương của mình. Trên tay các bạn có phong bì, các bạn có quyền ghi vào đó số điểm mà các bạn muốn lấy đi từ đối phương của mình. Và số điểm đó không được vượt quá số điểm bạn đang sở hữu. Mời hai đội chúng ta viết vào số điểm mà mình muốn lấy đi từ đội kia. Nhưng mà bên kia đó có 30 điểm rồi, sao mình lấy hết? Mình lấy bị thiếu. Tham lên, phải tham lên. Tôi phải tham lên. Phải tham một lên. Là thua, hai là thắng. Đúng. lấy hết của bên kia mà đúng không? Mình lấy bây giờ mình lấy bên kia âm 15 điểm thôi có được. Đâu lấy hết 45 điểm. Rồi, vậy thì các bạn phải cố gắng nha, phải cố gắng làm sao mà mình trình bày cái quan điểm mình, làm sao thuyết phục với cái đối tượng khán giả kia. Dạ. Yeah. Yeah. Xin mời Tổng đài kết nối. Tổng đài Bố Biển, xin nghe. Xin chào Tổng đài Bố Biển, em tên là Oanh, năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai ạ. Chuyện là em đã sinh em bé được 1 năm và hiện tại đã sẵn sàng để đi làm trở lại. Vậy nên là chồng em đang có ý định là nhờ ông bà chăm sóc cháu để hai vợ chồng có thể tập trung vào công việc. Nhưng mà bản thân em á thì lại nghĩ là bố mẹ hai bên cũng có tuổi rồi, nên để bố mẹ nghỉ ngơi, bởi vì việc chăm sóc một đứa trẻ rất là vất vả. Vậy nên là em có nên nhờ ông bà chăm sóc cháu giúp không ạ? Mong là Tổng đài Bố Biển tư vấn giúp em ạ. Cảm ơn anh nhé. Như vậy anh chốt lại ha, là vấn đề của em là em đang thắc mắc là có nên để ông bà nuôi dưỡng và chăm sóc cháu hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta mời mở cho chúng ta trình bày cái quan điểm ủng hộ trước. Mới đẻ 1 năm thôi à, nên thành ra còn rất nhiều vấn đề, cho nên là em nghĩ là nên ủng hộ để cho ông bà nuôi trong khoảng thời gian này. Tại vì với một người vợ, khi mà người ta đẻ 1 năm thì lúc đó là tinh thần của họ mọi thứ nó vẫn chưa ổn định. Và khi mà họ vừa mới sinh con 9 tháng 10 ngày xong thì cái công việc họ đang bắt đầu chập chững lại. Cho nên là em nghĩ đây là khoảng thời gian hợp lý nhất để cho ông bà nuôi. Lý do là khi ông bà nuôi thì vợ chồng có thể, thứ nhất là gắn kết với nhau hơn, thứ hai là công việc nó sẽ tốt hơn. Và khi công việc tốt hơn, mọi thứ nó ổn định hơn thì lúc đó mình nhận nuôi cũng không sao. Ông bà cũng sẽ có những cái kiến thức hồi xưa, rồi cũng sẽ giúp nuôi cháu được tốt hơn. Với lại con cháu sẽ được tiếp cận với những cái ký ức của ba mẹ. Những cái ký ức của ba mẹ và ông bà thời xưa mà bây giờ hiện tại không thể nào có được. Ông bà sẽ là người giúp cho cháu mình tìm lại những cái ký ức đó và những cái trò chơi dân gian hồi xưa hay như thế nào đó. Anh nghĩ cái này là cái quan trọng nhất. Đó là để ông bà nuôi cháu cũng là cách để ông bà bớt tủi thân. Tại vì với một người già, cái sự cô đơn là rất lớn. Cho nên em nghĩ đây cũng là một cách tốt nhất để cha mẹ có thể liên kết được với cháu và liên kết với con. Với một người ông và người bà, khi mà họ thương con, họ thương cháu của họ nhiều thì ba mẹ sẽ phần nào an tâm hơn. Tại vì với một đứa nhỏ thì cái nó cần là sự chăm sóc. Đi làm về đã mệt rồi, còn thay tã, còn phải dọn này, còn phải dọn nọ nữa. Là nhiều khi nó sẽ phát sinh mâu thuẫn gia đình. Thì điều đó nó sẽ vô tình gây ra cái gọi là sự cãi nhau của vợ chồng. Em nghĩ điều đó là không nên. Rồi đội Siêu Ách, chúng ta phản đối như thế nào? Quan điểm của bạn là vẫn muốn chính tay mình nuôi con mình. Thật ra tâm lý của em là một người mẹ, em cũng muốn như vậy. Và cái thứ hai, một cái kiến thức mà em được biết đó chính là 6 năm đầu đời của em bé là giai đoạn quan trọng nhất của trẻ nhỏ. Thì cái việc mà ông bà lên chăm để mình có nhiều khoảng thời gian để tập trung cho sự nghiệp, để mình có thể phát triển tài chính và nuôi dưỡng con mình tốt hơn, đó là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng riêng thì chúng ta phải đặt lên bàn cân là bây giờ là tài chính hay là cái sự phát triển tốt nhất cho con mình trong 6 năm đầu đời. Thì mỗi hoàn cảnh một gia đình thì nó sẽ có khác nhau. Nhưng riêng hoàn cảnh gia đình của tụi em thì tụi em phản đối
lại cái vấn đề đó, vì tụi em thực sự muốn chính bản thân mình có thể nuôi dạy con mình. Bố mẹ thì sẽ có cái hay, ông bà cũng có cái hay, nhưng mà cái hay nhất là tụi em có thể sử dụng những kiến thức hiện đại đưa vào trong cái cách nuôi dạy con cái, và ba mẹ hoặc là ông bà sẽ đóng một cái vai trò nhỏ thôi. Thời gian là để cho bố mẹ kiểu nghỉ ngơi. Đúng hoặc rồi. Là đi du lịch cũng có thể là cho cháu qua nhà ông bà chơi một vài buổi để ông bà có thể gần gũi cháu nhưng mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, chứ hơn là ngày nào cũng đi làm là cũng mang con qua rồi mẹ cho ăn rồi là bố mẹ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, và nhiều khi mình cảm thấy phiền bố mẹ mình. Tụi em vẫn hy vọng rằng tụi em có thể tự tay và có thể sắp xếp được khoảng thời gian cân bằng giữa công việc và gia đình để có thể dành cho con cái nhiều hơn, đặc biệt là con đầu lòng nữa. Chào huy chương, chào huy chương, chào huy chương đi. À, phía ủng hộ chúng ta có bổ sung gì thêm không? Chị Lucy có nói là trong 6 năm đầu đời, là 6 năm đó là quan trọng. Nhưng mà trong cái câu hỏi của cái chị mà đặt ra câu hỏi này thì họ không nói rõ là trong bao lâu. Đúng là mỗi chậu, mỗi cây, mỗi nhà, mỗi cảnh. Tại vì hầu hết ở Việt Nam mình thì những hoàn cảnh khó khăn còn rất nhiều. Đôi khi có những người cha, người mẹ họ vẫn chưa sẵn sàng cho việc có con. Mà lỡ thôi, hoặc là vô tình thì họ có con thì bây giờ họ phải làm sao? Trong khi họ là nguồn lao động chính, họ phải kiếm tiền, họ còn phải lo toan, họ còn phải lo đủ thứ hết. Cho nên em nghĩ là mình có thể để cho ông bà chăm sóc một khoảng thời gian ngắn cũng được mà. Ví dụ như là dưới một năm. Trong khoảng một năm đó mình sẽ phục hồi tinh thần ổn định. Tại vì đúng là với một người cha người mẹ, khi mà họ nuôi con, họ lúc mà còn nhỏ tới trưởng thành, cảm giác nó rất là đã. Để đáp ứng được cái đó phải có đủ điều kiện kinh tế. Em nghĩ là chị anh chưa đủ điều kiện kinh tế, hoặc là chồng của chị anh chưa đủ điều kiện kinh tế, họ mới có những trắc trở trong lòng. Như em đã nói, ở Việt Nam còn rất nhiều người khó khăn, và không phải ai cũng đã đang sẵn sàng để làm cha làm mẹ. Không phải ai khi mà biết vợ mình có con mình cũng sẽ cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là sự lo âu, lo âu cho cuộc sống của một gia đình, một cuộc sống của một vợ chồng. Cho nên là em nghĩ nếu mà để cho ba mẹ nuôi một khoảng thời gian ngắn, đó có một ý hay. Tại vì suy cho cùng, càng lớn càng già họ càng tủi thân nhiều hơn, họ càng cần gia đình nhiều hơn, và họ cần con của họ hoặc là cháu của họ bên cạnh họ. Có thể là với mình là một người trẻ, mình quan tâm tới ba mẹ, mình thấy là ôi như vậy cực quá, cha mẹ lớn tuổi rồi, cha mẹ phải nghỉ ngơi, phải đi du lịch đi. Nhưng mà no, với người cha, người mẹ, với bất cứ một ông bà nào, họ cũng thích cái cảm giác được chăm cháu. Tại vì khi họ chăm cháu, em nghĩ là họ sẽ cảm giác là y như họ đang chăm con họ hồi nhỏ. Đặc biệt nữa là ông bà sẽ đỡ tủi thân hơn. Cho nên em nghĩ đó là một điều hợp lý. Đúng là mình quan tâm tới cảm xúc của bố mẹ, của ông bà là một điều mình không thể thiếu. Nhưng mà đôi khi sức khỏe của ông bà không đáp ứng được cái việc nuôi dạy con trẻ. Ông bà thì rất là thương cháu rồi, nên sẽ rất là cố gắng để làm sao chăm cháu thật là tốt, và sẽ quên đi những cái bệnh của mình. Thì đó là một cái điều em cũng rất là lo lắng. Em cũng là một người ở với ông bà từ nhỏ luôn. Thật sự thì là em biết là ông bà rất là thương em. Cái này là em nói thật, em tự cảm thấy là hồi nhỏ em hơi quậy. Tại vì do ông bà thương em quá, thế là mình lại kiểu ý lại vì cái điều đó. Thì mình cứ quậy là mình sẽ có ông bà mình bảo vệ hết rồi, không sao hết. Thành ra mình bị hư. Hư xíu. Đây là một cái câu hỏi mà mình, một vấn đề mình cảm thấy rất là thú vị. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh thôi. Thì chúng ta cũng chưa biết rõ được là bạn Oanh là ông bà đang trong tình trạng như thế nào, sức khỏe ra sao, rồi thực sự cái điều kiện kinh tế của bạn như thế nào. Cả qua hai cái phần phân tích rồi bảo vệ quan điểm của cả hai bạn thì mình cũng như bác sĩ Hiền cũng thấy là nói cái bên nào cũng có cái hợp lý hết. Tư vấn xong bạn Oanh cũng không hiểu. Nhưng mà thôi thì phần quyết định còn lại thì mình nhường cho người trong cuộc, đó là bạn Oanh. Thì với Oanh thì Oanh cảm thấy là cái phần tranh luận của bên nào mà nó thực sự là nó gần với mình nhất, nó gần với cái hoàn cảnh của mình nhất và nó phù hợp với mình nhất thì em cho ý kiến ạ. Dạ, em xin cảm ơn phần tranh luận của cả hai đội. À, đội mở mở thì có đưa ra được rất nhiều ý kiến hay, nhưng mà đối với cái vấn đề này á thì em xin chọn. Thì em xin chọn phản đối của đội xíu ách. Cảm ơn Oanh. Vì đối với vấn đề này thì đội xí quách đưa ra được những vấn đề mà em đang phân vân, như là ông bà có quá nuông chiều cháu hay không. Và thật sự thì em cũng không có muốn bỏ lỡ bất kỳ cái khoảnh khắc nào của con em hết.
nên em sẽ chọn phần tranh luận của đội Siwet và em sẽ đưa những cái ý kiến này về cho chồng em nghe. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy thì ở vòng 3 này thì có thể nói là chiến thắng đã thuộc về đội Siwet. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem đội Siwet hồi nãy như là tất tay hết rồi, lấy bao nhiêu điểm của đội ủng hộ. Dạ, hy vọng là lấy 3 điểm thôi, 30 điểm thật sự luôn. Đội Siwet có 30, lấy hết 30 luôn. Lấy hết quyền tô xí quách luôn. Cái câu hỏi của bạn Oanh thì khá là thú vị, nhưng mà đứng trên cái khía cạnh về y khoa thì tôi cũng có một cái chút xíu về chia sẻ cho bạn Oanh cũng như là tất cả quý vị. Câu hỏi của bạn nó có hai cái vấn đề, đó là bây giờ con bạn 1 tuổi mà bạn đặt ra cái vấn đề ở đây, ở cái giai đoạn này tôi nghĩ là hơi muộn đó. Có lẽ rằng là nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề này ra là ở giai đoạn đang có bầu, hoặc là giống như bạn đội mở mở bây giờ đặt vấn đề là vừa. Người ta nói rằng là dạy con từ thuở còn thơ, ngay từ những cái ngày đầu tiên, và thậm chí là ngay từ trong bụng mẹ, khi mà 20 tuần là bắt đầu em bé nó đã hiểu được và nó nghe được. Sau khi em bé sanh ra khoảng 3 ngày đầu tiên thì cái mắt em bé nó sẽ không nhìn thấy được cái hình hài của một người, nhưng mà cái nhận biết được người cha người mẹ đó là dựa vào cái giọng nói và cái mùi. Nên nếu như người cha mà thường xuyên tiếp xúc với con, thường xuyên nói chuyện với con, thì sau khi sanh ra mình lên tiếng cái là nó biết là đó là cha của nó. Khi mà chúng ta mà sanh em bé ra thì chúng ta muốn rằng là bây giờ chúng ta sẽ là người nuôi hoàn toàn, hay là chúng ta sẽ nhờ người giúp việc, hay là nhờ ông bà hỗ trợ. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên quá tả, cũng không nên quá hữu, tức là cũng không nên phản đối, cũng không nên là ủng hộ một cách quá mức. Có nhiều người mẹ thương con quá và muốn là rất là cẩn thận. Chúng ta sẽ là người chăm em bé, chúng ta sẽ là người quan sát, không có tin bất cứ một ai. Và sau này chúng ta sẽ không giao được em bé cho ai hết. Đi làm không được, đi đâu em bé nó cũng đeo hết, giao cho ai nó cũng không chịu hết và nó khóc. Và sau này những em bé đó về cái tâm lý nó cũng không phải là một cái đứa năng động và một cái đứa hòa nhập xã hội tốt nữa. Nên chúng ta cần phải cho em bé được chăm sóc bố mẹ là cái tốt nhất. Bởi vì không có người nào mà chăm sóc tốt, thương em bé tốt bằng người cha người mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải cho em bé tiếp xúc với nhiều, và phải có người bà, người giúp việc, hoặc là người dì, người cô gì đó chăm sóc, thì nó sẽ được tiếp xúc với nhiều cái văn hóa, được tiếp xúc với nhiều cái tính cách khác nhau, thì nó sẽ lớn lên một cách hoàn thiện hơn. Câu hỏi ở đây có một cái vấn đề nữa là bạn nói rằng là bạn không muốn cho cha mẹ vất vả. Thì thật sự ra cái chuyện là cha mẹ chăm em bé, giống như bên đội của bạn Hùng nói đó, là cái niềm hạnh phúc của người ta. Chứ không phải là chúng ta cho đi chơi, đi du lịch, hưởng thụ là người ta vui đâu. Ông bà cha mẹ là cái chăm cháu là một cái điều hạnh phúc của người ta. Khi mà tôi khám cho những cái cặp vợ chồng thì thường là họ sẽ chia sẻ với lại tôi trong cái gia đình. Thì trong cái mùa dịch vừa qua thì tôi thấy có rất là nhiều những cái cặp vợ chồng, người ta phải thốt lên một cái điều rằng là khi mà sanh con ra mà có ai có cha mẹ là một điều hạnh phúc. Tại vì có người đỡ đần, còn nếu mà hai vợ chồng mà loay hoay với đứa con không á, thì rất là nhiều cái vấn đề bỡ ngỡ này. Mà đặc biệt là trong cái mùa dịch vừa qua thì là bị cách ly rồi, nhiều khi là có ông bà nhưng cũng không thể nào tiếp cận được. Đi sanh một mình, không có ai hết trơn, không có cha mẹ đưa đi, rồi không có chăm em bé, loay hoay, và đặc biệt là đi làm này kia cái nọ, nên thành ra là cái trầm cảm nó sẽ càng nặng lên nữa. Hai đội đưa ra những cái phân tích tôi thấy rất là hay, nhưng mà bạn cũng cần phải dung hòa, chứ không có quá tả mà cũng không có quá hữu, bởi vì cái nào nó cũng có cái mặt lợi và có mặt hại của nó cả. Và bây giờ chúng ta cùng xem điểm số của cả hai đội sau 3 vòng. Đội mở mở 15 điểm, đội Siwet 60 điểm. Như vậy cũng đồng nghĩa là đội Siwet đã giành chiến thắng chung cuộc sau 3 vòng của chương trình Cuối Cùng Bố Biển ngày hôm nay. Xin chúc mừng cả hai đội. Và đây là phần thưởng của chương trình gửi đến cả hai đội. Cái này gửi đội Siwet. Wow. Có tiền mua sữa rồi.
Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, em về uống hết gọi anh nha. Dạ. Rồi, tài trợ suốt năm nha. Em là gọi thường xuyên đó. Nãy em uống rồi, em thích nha. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Sản phẩm của người Sài Gòn. Rồi. Dạ. Nước mát. Rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Vui Cùng Bố Bỉm tuần này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Vui Cùng Bố Bỉm do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điền Quân Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 và được phát lại trên kênh YouTube Điền Quân Family. Đến đây thì Coleman xin được gửi lời cảm ơn đến cả hai đội chơi rất là nhiệt tình, rất là dễ thương và cái phần tranh luận rất là sôi nổi. Chúc cho hai đội chuẩn bị bước vào cái hành trình sinh con và chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn sau cái buổi ngày hôm nay. Và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hiền luôn luôn đồng hành với chương trình Vui Cùng Bố Bỉm từ những ngày đầu và vẫn tiếp tục đồng hành với chương trình Vui Cùng Bố Bỉm. Cảm ơn bác sĩ Hiền rất nhiều. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.